Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi Chúa Giêsu xuống thuyền, kẻ trước kia bị quỷ ám xin theo người, nhưng người không cho mà rằng: Con hãy về nhà với thân quyến và loan truyền cho họ biết những gì Thiên Chúa đã làm cho con và đã thương con. Người đó liền đi và bắt đầu tuyên xưng trong miền thập tỉnh tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm cho anh ta, và mọi người đều thán phục. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cha, quý sơ và toàn thể cộng đoàn, có những trường hợp Chúa Giêsu kêu gọi hãy theo Thầy, nhưng trường hợp của tin mừng hôm nay, Chúa dạy người được chữa lành phải trở về với thân quyến để loan báo tin mừng, để tạ ơn Chúa và để nói lên những gì mình đã bắt gặp. Về với thân quyến, đem yêu thương chứ không phải là đem điện thoại di động và điện thoại di động có khi đó là một cái hội chứng điện thoại để chúng ta mất đi cái tình nghĩa với gia đình như kịch bản mà chúng ta vừa được thưởng thức. Về với gia quyến, chúng ta đem cái sự hiếu đễ với gia đình chứ không phải là điện thoại thông minh. Điện thoại nhiều khi nó chỉ được gọi là nhìn ngắm cái bữa ăn gia đình mà nó thòm thèm không được ăn, trong khi đó thì cả nhà thì châu đầu vào điện thoại. Hãy coi chừng, điện thoại thông minh nó sẽ trở thành điện thoại thông manh, để rồi không biết đến tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu của gia đình. Mong rằng là câu chuyện được diễn tả ngày hôm nay để cho cả nhà thương nhau, về với thân quyến, về với lưu xá sinh viên Hòa Hương, để rồi chúng ta sống hiệp hành với nhau. Hôm nay các cha các sơ, ân nhân, phụ huynh và sinh viên đến đây để tạ ơn Chúa. Ơn Chúa được qua nhiều cách, qua cha mẹ, thầy cô, ân sư, ân nhân. Thì chúng ta biết ơn những người đã giúp đỡ chúng ta bằng cách này cách khác. Đó là những cánh tay dài của Thiên Chúa. Nhắm mắt mà suy nghĩ, nếu không có cha mẹ, thầy cô, ân nhân, bằng hữu thì cuộc sống của chúng ta ra sao? Chúng ta không thể độc lập mà là liên lập. Chúng ta hát và con tim đã vui trở lại. Có câu nói đến cái thờ ơ là không ai sống, không ai cần ai. Không phải vậy. Có lẽ chủ trương tự nhiên chủ nghĩa, tự nhiên cha mẹ sinh ra tôi, tự nhiên phải nuôi nấng tôi, phải cho tôi ăn học. Sự sống tự nhiên mà có, biết đâu sự sống chính là quà tặng của Thiên Chúa, dưỡng dục là quà tặng của cha mẹ, và là quà tặng hoàn toàn tự nguyện, không bắt buộc, thương thì mới cho, tất cả là tình thương. Tạ ơn Chúa, cảm ơn cha mẹ thầy cô đã sống có hậu, đã khôn ngoan, lại còn nghĩ mình còn con cái có nhu cầu kế tiếp. Nói cách khác là tạ ơn để xin ơn, rồi được ơn lại để tạ ơn chu kỳ hoàn hảo. Khi xin ơn, ta ý thức về sự thiếu thốn và bất lực của mình, phải có lòng khiêm nhường, kiên nhẫn, cung cách xứng đáng, lời xin mới thỏa đáng được. Thưa anh chị em, thái cầu xin như ý,
thường nghĩ là như ý của ta mà quên rằng là như ý của Chúa. Có những người bệnh trong phúc âm ngỏ lời xin với Chúa Giêsu: nếu Ngài có thể, xin cho tôi được thấy được lành. Chúa Giêsu đã lên lớp và có thể nói là phải chi phải nói, nếu Chúa muốn là Chúa chịu liền, vì Chúa dư sức có thể, không có gì mà Chúa không thể làm được. Còn mà nếu mà Chúa muốn thì lại Chúa có thể. Một người mù vẫn kêu câu xin, bao giờ cũng có câu nếu Chúa muốn. Một hôm ông đến cầu nguyện trước mộ của thánh Thomas More ở nước Anh. Ngôi mộ đó rất là thiêng, cầu xin thì sẽ được. Quả nhiên trên đường về ông sáng có mắt, nhưng ông sực nhớ mình quên nói câu nếu Chúa muốn. Ông quay trở lại và cầu nguyện đầy đủ với câu là nếu Chúa muốn con được sáng mắt. Thì ông lại bị mù trở lại, nhưng vẫn vui vẻ trở về vâng ý Chúa với hương thơm đạo đức. Không biết là dại hay khôn, nhưng mà tấm gương đạo đức để chúng ta suy nghĩ. Khi đã tạ ơn, biết ơn rồi thì phải đáp trả, biết báo đáp, biết sử dụng ơn Chúa. Như thánh Phaolô dạy, ơn Chúa đã không vỡ ích cho tôi. Bao nhiêu bạn trẻ hưởng phúc lộc của Chúa, của cha mẹ, nhưng đã hoang phí đời trẻ dại, đã vứt cái quà tặng quý giá Thiên Chúa do cha mẹ ban cho mình. Chúa Giêsu nói được nhưng không, hãy cho nhưng không. Với Chúa Giêsu, trả ơn bằng cách quan tâm giúp đỡ người nghèo là hiện thân của Chúa. Trả ơn bằng cách là sống hiếu thảo với cha mẹ thầy cô, biết sống hữu ích, sống tử tế, cho ra cái giống người như Tú Sương cũng hóm hình, phải cầu chúc là đừng như gọi là nửa người, nửa ngợm, nửa đời ươi, mà phải sống ra cho cái người. Tạ ơn, biết ơn, đền ơn, để rồi biết làm ơn như Chúa và cha mẹ đã làm trước cho chúng ta. Nước bao giờ cũng chảy xuôi, đến lượt chúng ta phải làm ơn cho kẻ khác. Cảm động thay, có những người chị khi ra trường chăm lo cho các em, giúp đỡ cho khóa đàn em đã thể hiện ở nơi cộng đoàn chúng ta. Có những bạn thì ngày nay học tập, ngày mai giúp đời. Cảm nhận được hạnh phúc là mình đã làm những chuyện tử tế ấy. Chúa Giêsu dạy rằng là cho thì có phúc hơn là nhận. Phụ huynh và sinh viên cảm ơn các cha, các sơ, các ân nhân, nhưng chính chúng tôi cũng phải cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi được cái phúc lớn là cho thì có phúc hơn là nhận. Nếu chúng ta ý thức được làm điều này là luôn quan tâm làm đẹp lòng Chúa, làm vui lòng mọi người, thì đại danh chúng ta được trở thành một tổ ấm. Cuối cùng, các nữ sinh viên, các ân nhân, phụ huynh, các sơ, các cha, tất cả phải tạ ơn Chúa hôm nay đã quy tụ chúng ta thành một gia đình thiêng liêng, quý báu. Nếu như ở trường có câu là tất cả vì học sinh thân yêu, thì chúng ta ở đây cũng nên đổ lại tất cả vì sinh viên công giáo thân yêu. Các nữ sinh viên phải đáp lại tất cả vì Chúa. Amen.